Bé này là 5 tuổi à? Đúng không? Dạ. Ồ, bé là bị bệnh gì? Bác sĩ nói là vô bệnh viện Nhi Đồng Hai, bác sĩ nói là bị tắc ruột. Tắc ruột? Dạ. Ờ, là cái bụng phình to lên đúng không? Dạ. Bụng này to, đâu con quay lại đây dùng chỗ nào? Như kiểu là mấy cái ca mà bị xơ gan bổ trướng mà mình hay quay lên á mọi người. Nhưng mà 5 tuổi mà sao bé thế? Nhưng mà nó bị bệnh. Bị bệnh? Dạ. Nên là bé? Dạ. Thường thường 5 tuổi là phải lớn hơn chứ đúng không anh? Dạ. À, như bé này là mấy tuổi rồi? Này gần 6 tuổi rồi. Gần 6 tuổi thôi. Đâu, con đi xuống đây cho chú con xuống xe đi. Bé này 6 tuổi mà lớn thế này mà bé này 5 tuổi mà nhỏ quá. Chào mọi người nhá. Xin chào tất cả các cô chú anh chị. Mình là Trọng đây và đứng kế bên mình đây là anh Lâm. Thì ngày hôm nay đó là anh em mình đang có mặt tại thôn 6, xã Liên Sơn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Lý do ngày hôm nay là anh em mình có mặt tại đây á là mình quay lại đây mình thăm lại một cái hoàn cảnh. Như ở trong những cái video trước á mình đã chia sẻ lên cho mọi người xem rồi. Thì có một bé gái 5 tuổi bị một căn bệnh quái ác, cái bụng của bé mà phình to lên và người bé rất là nhỏ luôn. Đúng không anh Lâm? Đúng rồi. Người bé 5 tuổi ấy, nhưng mà nhìn thì chắc về tầm khoảng 2-3 tuổi thôi. Cỡ 3 tuổi. Ừ. Như ở trong cái video trước mình chia sẻ lên cho mọi người xem á, là bé bị bệnh vậy á, thì gia đình cũng có đưa đi chữa trị nhiều lần rồi nhưng mà không có khỏi. Thì hiện tại bây giờ là gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số nên là không có tiền để đưa bé đi chữa bệnh. Thì ở trong video trước mình chia sẻ lên á, thì cũng có một số mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước là giúp đỡ cho gia đình một số tiền. Thì cái số tiền này thì theo mình thấy thì cũng đủ để cho gia đình đưa đi chữa bệnh. Nên là ngày hôm nay thì mình quyết định quay lại mình trao cái số tiền này của mạnh thường quân á, để cho gia đình đưa bé lên trên Sài Gòn chữa bệnh. Chứ để bé như vậy thì nhìn cũng rất là thương luôn. Chữa bệnh thì càng sớm thì càng tốt đó mọi người. Thì bây giờ anh em mình đang đứng ở trước nhà luôn nhá. Ở phía xa xa kia mọi người nhìn thấy kìa, là ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà bằng gỗ của gia đình nhá. Thì nền vẫn là nền đất luôn. Hôm bữa mình quay là ở đây là chưa có giếng đúng không anh Lâm? Đúng rồi. Mấy bữa nay trời nó nắng lên á thì nhìn đất này là còn đỡ. Chứ mấy ngày hôm trước mà mình quay phim á mà trời nó mưa thì rất là dơ luôn. Đi sình nó văng vô đầu luôn á. Thì giờ mình vô trong nhà luôn nhá. Mọi người tiếp tục theo dõi cái video này và đồng hành cùng anh em mình nhá. Chắc là hôm nay gia đình có tiền đi đưa bé đi chữa bệnh chắc vui lắm anh nhỉ? Đúng rồi. Nhìn thấy gia đình thì cũng rất là thương luôn. Như mọi người nhìn thấy đó, nhà cửa. Tại vì họ là người đồng bào dân tộc thiểu số á, nên là tiền bạc họ kiếm ra rất là khó luôn. Họ chỉ đi rừng rồi đi rẫy các thứ thì tiền bạc làm đâu được bao nhiêu đâu. Em chào anh. Dạ, em chào anh. Vâng. Đi ra đây. Đang làm gì vậy anh? Ở nhà. Ăn cơm chưa anh? Dạ chưa. Chưa. Anh tên gì nhỉ? Hôm bữa em quên rồi. Ikrang. Yeah. Tại vì những tên người đồng bào mình khó đọc quá nên là mình mau quên, với lại là mình tiếp xúc rất là nhiều người nên là tên mình không nhớ được, mọi người cũng thông cảm nhá. Anh Ikrang, gia đình mình đang làm gì đây? Ở nhà thôi. Đang ở nhà hả? Dạ. Đi, mời mọi người vô nhà luôn này. Nào, con quay lại đây cho chú các con. Đây là bé gái mà ngày hôm bữa mà mình có quay video mọi người xem rồi đó. Nào, con bỏ tay xuống con. Ngoan, chứ là quay tay luôn này. Ừ. Em cho mọi khán giả xem nhá. Dạ. Thì như trong video trước mình chia sẻ lên cho mọi người xem cái bụng của bé mà phình to lên này. Con quay ngang qua con. Ừ. Đấy, càng ngày nó càng bị okay. Chồng. Ừ. Thế tội nghiệp không? Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chưa? Dạ.
Đi, anh chị mình ngồi xuống luôn đi, thì em nói chuyện thăm gia đình của mình một xíu. Đó, chị ngồi đó luôn đi. Anh Lâm la lấy cái ghế này anh Lâm. Chắc có kệ rồi người đấy, bật tê rồi người đấy. Đây đây, đúng rồi, đưa kia cho chị, lấy cái kia vô luôn con. Ồ, ngoan không? Gia đình có 3 đứa trẻ nhưng mà rất là ngoan luôn. Đây, anh ngồi đi em. Nè cô, con ngồi ghế này đi con. Gia đình tổng cộng là 5 người mọi người. Thì 3 đứa nhỏ. Thì không may là có một đứa bé mà nó bị cái căn bệnh mà như ở trong video trước á, là anh chị chia sẻ lên á, là bị tắc đường ruột và bị thiếu máu nữa. Bé tắc đường ruột nên là bụng bé nó phình to lên á. Đâu chị cứ dở cái áo lên cho mọi người xem đi chị. Đó, tắc đường ruột lên là bụng bé phình to lên. Bé ăn là bé không có đi cầu đúng không chị? Dạ. Ờ, anh Lâm gà cái mic cho chị đi anh Lâm, để mình nói chuyện với chị dễ hơn. Bé ăn là bé có đi cầu được không? Dạ không ạ. Là thường thường là một ngày đã đi cầu một lần không hay là 2-3 ngày một lần? Ừ, 2-3 ngày một lần luôn. Ờ, với lại là bị thiếu máu đúng không? Dạ, thiếu máu, suy dinh dưỡng. Thiếu máu với lại suy dinh dưỡng nên là nhìn người bé rất là nhỏ luôn. Tay chân nè, trời ơi. Bé này là 5 tuổi, bé này là 6 tuổi. Mà mọi người nhìn hai bé này, nhìn đâu tưởng đâu là 2-3 tuổi không mà. Bé có nói được chưa? Dạ nói được rồi. Nói được nhiều không? Cũng nhiều ạ. À, thì như ở trong cái video trước mà mình chia sẻ lên cho khán giả bên em họ xem á, thì chị có nói là gia đình mà đưa đi chữa trị nhiều lần rồi nhưng mà không khỏi đúng không? Dạ. Bây giờ là hết tiền để đi chữa bệnh. Thì gia đình mình tính như thế nào đây? Có tính là đưa bé đi chữa bệnh nữa hay là không? Hay là để vậy luôn? Nếu mà có tiền đi thì đi cho bé đi chữa bệnh luôn. À. Dạ. Ý em hỏi là vậy là gia đình mình có xoay sở được tiền để đưa bé đi chữa bệnh chưa? Dạ cũng chưa ạ. Chưa luôn hả? Dạ. À. Bây giờ thì hai vợ chồng làm công việc gì? Vẫn đi làm rẫy bình thường hả? Dạ. À. Mấy bé này có đi học chưa? Có đi học tại trường chưa? Dạ đi rồi. Mới về học ạ. Mới học về? Dạ. Hôm bữa em lên là mấy bé đang học tại nhà đúng không? Học online đúng không? Dạ không. Bây giờ ở đây có dịch chưa? Dạ có rồi. Có rồi mà chưa học tại nhà? Chưa. Trước giờ có học tại nhà lần nào chưa? Chưa. Chưa. Dạ. Mà hai đứa có, lúc mà dịch có hai đứa có nghỉ ở nhà không chị? Có. Có à? Dạ. Chắc là trước mình xuống là hai đứa nó đang dịch nên hai đứa nó nghỉ ở nhà. À, tại vì hôm bữa em hỏi chị là hai bé có đi học chưa, chị kêu là đang nghỉ dịch hay sao mà. Dạ. À, là đi học được lâu mấy ngày à? Mới đi học mấy ngày hay sao? Chắc một tuần rồi. Tuần à? Dạ. Ừ. Con bỏ cái áo xuống đi con. Thấy bé ngoan không? Kêu bé giữ cái áo luôn rồi kìa anh Lâm. Thì thế này nhá, là ở như ở trong video trước á, mà là mình chia sẻ lên á, thì là Mạnh Thường Quân bên em thì có giúp cho gia đình mình một số tiền để mình dắt bé đi chữa bệnh. Chị hiểu không? Dạ. Ừ, để dắt bé đi chữa bệnh thì ngày hôm nay là em quay lại là em trao cái số tiền này cho gia đình mình luôn để đưa bé đi chữa bệnh. Chị cảm ơn các em và Mạnh Thường Quân đã giúp bé đi chữa bệnh. Ờ. Thì bây giờ là em sẽ trao cái số tiền này cho gia đình mình luôn để gia đình mình sắp xếp mà đưa bé đi khám bệnh nhá. Thì à quên, trước khi trao thì em sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân. Thì nếu mà em trao xong cái số tiền thì mình tính khi nào đưa bé đi khám bệnh đây? Dạ 2-3 ngày cho bé đi khám bệnh. 2-3 ngày là cho bé đi đúng không? Dạ. À, là đi bệnh viện nào? Bệnh viện Nhi Đồng 2 ạ. Thế là lúc trước là mình lên Nhi Đồng 2 mình khám là hết bao nhiêu tiền? Lúc trước lần đầu tiên đi khám bé là hết 20 triệu, lần thứ hai đi khám hết hai mấy triệu à? Dạ. À, là chi phí họ khám những cái gì mà hết nhiều vậy? Thế là họ siêu âm rồi chụp X quang rồi họ nói là bé thiếu máu, bác sĩ cũng truyền máu. À.
Thế là mỗi lần lên như vậy là sẽ ở lại trên đó bao lâu? Dạ, ở ở chỗ đó, ở chỗ bệnh viện Nhi đồng 2 là 3 tháng ạ. Để theo dõi bé rồi sốt ho. À, là ở một lần lên là ở đó 3 tháng hả? Dạ. Sao mà lại ở đó lại lâu thế nhỉ? Thế là những lần đó lên là hai vợ chồng lên luôn là hay cả ai lên nữa? Hai vợ chồng lên luôn ạ. Ồ, là lên trên đó là ở trên đó là mấy tháng, 3 tháng à anh Giang? Dạ. Phải không? Dạ. Ồ, sao mà ở trên đó lâu thế? Thấy bé cũng ấy mà đúng không Đúng Kiệt? rồi, Mà đúng sao lại ở tới 3 tháng lận ta? Người ta kêu là theo dõi. rồi. Dạ. Hai lần lên là đều bị vậy luôn à? Mà lần đầu tiên lên thì ở đó, ở trên đó là 3 tháng, còn lần thứ hai thì khoảng 1 tuần rồi Ờ. về. Ừ, là mỗi lần là hết là 20 rồi hai mấy triệu đúng không? Dạ. Ồ. Thế thì lần thứ ba này, bây giờ nếu mà em trao tiền cho là mình sẽ lên lần thứ ba. Thì 2 3 ngày nữa là mình sẽ lên đúng không? Dạ. Bây giờ là em sẽ trao cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân cho gia đình mình luôn. Thì để mình sắp xếp mình đưa bé đi khám sớm nhá. Dạ. Để ấy cho bé không có lại để nguy hiểm đến sức khỏe của bé mọi người. Thì tổng cộng là có hai Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình bé 5 tuổi mà bị bụng to nhưng mà gia đình lại không có tiền đưa đi chữa bệnh nhá mọi người. Thì là chị Như Ý và anh Quyền 500 đô la Mỹ, cô Thu Hương ở Đức 3 triệu 200 ngàn, tổng cái số tiền là 14 triệu 700 ngàn, 14 triệu 700 ngàn của hai Mạnh Thường Quân. Thì danh sách Mạnh Thường Quân thì mình cũng ghi ở cái phần bình luận luôn thì mọi người xem danh sách Mạnh Thường Quân ở đó nhá. Là tổng cái số tiền là 14 triệu 700 ngàn. Là Mạnh Thường Quân là bên em là giúp đỡ cho gia đình mình nhá. Chắc là mình phải vay mượn thêm chứ đúng không? Dạ. Giờ mình có vay mượn được ở đâu không? Chắc ở vay mượn ở trong quán thôi. Vay mượn ở đâu? Ở trong tạp hóa. À, họ cho mượn không? Chắc không biết nữa. À, Dạ. thì chắc tầm khoảng là 20 triệu là mình đi là được rồi đúng không? Thì bây giờ Mạnh Thường Quân họ giúp cho mình là 14 triệu 700 ngàn này thì là cũng Đỡ được ok phần rồi, nào đúng không? đỡ được rất là nhiều rồi. Nên mình sẽ kiếm thêm bà con anh em họ hàng bà con gì đó mình mượn Một thêm nhá. thêm mỗi người một Dạ. chút. Đây là số tiền là 14 triệu 700 anh chị. Dạ. Là Mạnh Thường Quân bên em hỗ trợ cho bé đi bệnh viện Chợ Giấy khám bệnh nha chị. Dạ. Bệnh viện Nhi Đồng. Đi bệnh viện là Nhi Đồng 2. đi bệnh viện Nhi Đồng 2 á chị, Dạ. để lo và chữa trị cho bé. Tuy không có lớn nhưng mà đây là cũng đỡ gia đình anh chị được phần nào. Dạ. Cảm ơn các anh chị và Mạnh Thường Quân đã giúp bé đi chữa bệnh. Cảm ơn rất nhiều. À, mình đếm đi chị, mình đếm đi xem đủ tiền chưa? Đếm lại đi cho chắc, tại vì cái gì cũng phải rõ ràng đúng không Kiệt? 14 triệu 700 ngàn. Đủ chưa? Dạ đúng rồi. Ờ. Dạ cảm ơn tất cả các cô chú đã giúp đỡ cho con của em tiền để chữa bệnh. Em cảm ơn nhiều ạ. Rồi. Thì vậy nhá. Gia Dạ. đình mình cứ sắp xếp đi rồi đưa bé đi chữa bệnh đi nhá. Dạ. Chắc thì mình cũng phải vay mượn thêm. Nói chung là được bấy nhiêu là cũng là hạnh phúc rồi. Có nhiều hoàn cảnh thì cũng không có ai giúp luôn. Mình mà được giúp như vậy là cũng là rất là may mắn rồi. Đâu. Mừng cho anh chị đúng Ừ. Anh Lâm lấy cái mic gài lên cho anh Y Rang này đi để em nói chuyện với anh Y Rang một tí. Thì em trao số tiền này cho gia đình mình rồi nhá. không? Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn cả Hồng Quân, nhưng mà đã đưa tiền số tiền này để gia đình mình đi khám bệnh Nhi Đồng 2. Dạ, cảm ơn anh Minh Quân. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Ừ.
anh là người đồng bào nên là anh nói chuyện thì nghe không có rành tiếng của dân tộc Kinh lắm nên là mọi người thông cảm. Thì là chắc 2 ngày nữa mình đi đúng không? Dạ. Yeah. Thì tình hình của bé mà mình đi thế nào thì về thì mình cho em hay nhá. Dạ. Yeah. Hai vợ chồng đi à? Chắc có vậy đó. Ừ. Thế thì... mà hai vợ chồng đi rồi hai đứa bé này bỏ đâu anh? Ông bây giờ cho coi nó. Ông bà già là ai? Đây, nhà bên cạnh như thế này. Là bố mẹ đó hả? Dạ. Ừ. Đưa cho bố mẹ giữ. Dạ. Rồi mình đem bé đi. Ồ, nhìn rất là thương đâu cho em mượn bé tí nào. Đi đây chú. Ra đây với chú này coi. Ồ. Ra bé. Thấy bụng lên này, nhìn thấy rất là thương luôn mọi người. Bé tên gì đấy? Bé Kavi ạ. À? Kavi. Đừng khóc. Chú cho kẹo này, cho kẹo. Kẹo. Đây, đây Vi. Bỏ áo bé xuống đi đây. Đây chú cho kẹo này con. Này. Nào, đi đây chú cho kẹo này. Thấy rất là thương luôn mọi người. 5 tuổi mà nhỏ quá nhỉ. Yeah. Như lần trước là em có hỏi mình là mình có cho bé ăn uống dinh dưỡng đầy đủ không? Dạ có. Có thịt cá không? Ừ, sáng cho nó ăn cháo. À, nhưng mà ăn uống hàng ngày là có thịt cá đầy đủ không? Dạ có. Mệt ghê à. Nhìn bé tội ha anh Lâm. Nó bị bệnh nhưng mà nó ngoan, nó không có quấy. Đi ra chú này con. Nè. Đó là. Đúng đi, chiều rồi. Đi chú. Thì cũng hy vọng rằng là với cái số tiền này của Mạnh Thường Quân á, thì gia đình bé là sẽ đưa bé đi khám bệnh và bé sẽ tốt hơn. Bé sẽ vượt qua được cái cơn mà bệnh tật này. Thì nói chung là bây giờ thì Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì nói chung là bây giờ bọn em chuẩn bị về nhá anh. Dạ, cảm ơn các anh và Thương Bình Quân. Xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Thì bọn em về đây tại vì bọn em còn đi thăm nhiều hoàn cảnh khác nữa. Dạ. Thì Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì Trọng cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn vì nãy giờ đã dành thời gian xem video này và quan tâm đến cái hoàn cảnh này. Thì cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng với nhóm của Trọng để đi giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn. Thì nãy giờ mọi người xem video này, nếu cảm thấy cái video này hay và ý nghĩa thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.